Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay mùng 2 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã tiếp tục ghi nhận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau đây là dự báo diễn biến mưa trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm mùng 2 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 8, dự báo mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra các loại hình như lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng tại các khu vực đô thị. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trên cả nước trong những ngày tới.